Chào mọi người, có khá nhiều bạn đặt câu hỏi cho mình về thiết bị mà mình đang sử dụng và cách mà mình đang quay vlog như thế nào. Vậy hôm nay chiếc vlog này của mình sẽ giải đáp những thắc mắc đó của các bạn nha. Trước đây khi mình mới bắt đầu làm vlog thì mình sử dụng máy ảnh Sony A6300. Nhưng khoảng một năm gần đây mình có nhu cầu đổi máy để nâng cao chất lượng hình ảnh và cũng khá tình cờ khi mình có cơ hội được trải nghiệm máy ảnh của Fujifilm. Mình cảm thấy khá là thích màu ảnh cũng như là thiết kế của Fuji nên là mình đã quyết định chuyển sang sử dụng hãng này. Hiện tại thì mình đang sử dụng hai chiếc máy để quay, đó là Fujifilm X-T3 và X-T4. Trước hết, khi nói về chiếc X-T3 này thì đây là chiếc máy ảnh đầu tiên của Fuji mà mình sở hữu. Mình rất thích thiết kế kiểu cổ điển này. Các nút bấm thì được đưa hết ra phía ngoài để có thể thao tác bằng tay. Nó có thể quay video 4K 60 khung hình, có Dynamic Ray khá là rộng. Màn hình lật được nhiều hướng hơn so với chiếc Sony A6300. Vì vậy khá là tiện cho việc quay video cũng như là chụp ảnh. Chiếc ống kính mà mình đang sử dụng cùng X-T3 là 35F2. Đây là chiếc lens fix có khẩu khá lớn, rất phù hợp cho việc quay chụp trong điều kiện ánh sáng yếu như nhà mình. Và điều mà mình cực kỳ thích ở chiếc lens này đó là việc nó cho ra bokeh rất đẹp. Các bạn có thể xem qua đấy nha. Với cá nhân mình thì mình đánh giá chiếc X-T3 này cho chất lượng hình ảnh khá cao, phù hợp với tài chính cũng như là nhu cầu chụp ảnh và làm video với người nghiệp dư như mình. Còn đây là chiếc X-T4, chiếc máy thứ hai của mình sau khi đã trải nghiệm X-T3. Vì nó thuộc phân khúc cao hơn X-T3, thế nên là giá tiền cũng cao hơn một chút. Về thiết kế ngoại hình cũng như là các hoạt động của hai máy thì gần như là giống hệt nhau đến 90%. Vì vậy mà mình không mất nhiều thời gian để làm quen. Nhưng với chiếc X-T4 này thì nó sở hữu công nghệ mới hơn, cao hơn, nên tất nhiên chất lượng hình ảnh cũng như là hỗ trợ cho việc quay chụp sẽ tốt hơn X-T3 khá nhiều. Cụ thể, điểm mà mình thích nhất của chiếc X-T4 so với X-T3 là nó có chống rung tích hợp trong thân máy và chiếc màn hình xoay lật 360. Phải nói là rất tiện cho việc mình tự quay video một mình. Chiếc ống kính mà mình đang sử dụng cùng X-T4 là Fuji 18-55 2.8. Đây là một chiếc lens đa dụng, phù hợp để quay chụp trong nhà cũng như là ở ngoài trời. Đặc biệt thì nó cũng có chống rung trên thân lens, và việc kết hợp với chống rung trong thân máy X-T4 nữa thì nó giúp rất nhiều trong các shot quay cầm tay của mình. Việc mình sử dụng song song hai chiếc máy này giúp mình không phải liên tục thay đổi ống kính và cũng có thể quay cùng lúc với hai góc khác nhau trong cùng một cảnh quay. Đây là chiếc Flycam Mavic Mini 2. Việc mình sử dụng chiếc Flycam này đơn giản vì nó rất nhỏ gọn, không phải mang vác cồng kềnh, phù hợp cho việc di chuyển đi lại của chúng mình. Tuy nhỏ nhưng nó cho ra chất lượng video khá tốt. Nó có thể quay 4K 30 khung hình, vậy là đủ đối với nhu cầu của mình. Còn đây là chiếc GoPro 7. Mình thường sử dụng chiếc máy quay này cho các góc quay rộng ở những nơi có diện tích hẹp trong nhà. Có khả năng quay video 4K và có chống rung khá tốt, nhưng một nhược điểm đấy là quay thiếu sáng thì lại kém. Cũng khá ít khi mình phải sử dụng đến nó, nhưng cũng không thể thiếu được. Cuối cùng là chiếc lens Samyang 85 1.4, mình sử dụng để chụp ảnh là chủ yếu. Đôi khi cũng được dùng để quay một số shot quay tele hay là quay cận cảnh.
hoặc là xóa phông, vì có khẩu độ 1.4 nên giúp ích rất nhiều trong việc quay chụp thiếu sáng. Vì đa phần là mình tự quay nên các thiết bị như chân máy là rất cần thiết đối với công việc của mình. Mình sử dụng một chân máy cao, một gimbal, hai chân máy tầm thấp và một tay đòn. Việc sử dụng nhiều thiết bị thế này thì sẽ giúp mình có thể tự set up được các góc quay một cách tỉ mỉ nhất. Đối với các chân máy và gimbal thì mình sử dụng chung một loại gàm kẹp nhanh. Điều này thì giúp mình thao tác chuyển máy ảnh giữa các chân máy tiện lợi hơn rất là nhiều. Gimbal WeView này mình sử dụng cho các shot quay động, như phải pan hoặc tiêu máy ảnh. Điều này thì giúp các shot quay của mình có thể ổn định hơn. Nhưng đa phần người sử dụng chính chiếc gimbal này lại là chồng mình, vì chồng mình vẫn hỗ trợ mình quay khi có nhà. Chân máy tầm thấp này thì giúp mình xét các góc quay cận cảnh gần sát với chủ thể hơn. Còn với chân máy chính thì được mình sử dụng nhiều nhất cho mọi góc quay vì nó rất là đa dụng. Về âm thanh thì mình sử dụng chiếc micro Tasta SGC598. Đây là chiếc micro shotgun nên việc thu âm thanh định hướng khá là tốt. Vì vậy mà những shot quay đồ ăn hay là những shot quay có âm thanh khá nhỏ vẫn thu được rõ. Ngoài ra thì thi thoảng mình cũng sử dụng tai nghe để có thể kiểm soát chất lượng âm thanh ngay trong lúc quay. Vì quay trong nhà nên ánh sáng là một phần rất quan trọng đối với mình. Về thiết bị ánh sáng thì mình sử dụng nguồn sáng chính là chiếc đèn Godox L60. Tuy có công suất không lớn, chỉ 60W, nhưng vậy là đủ đối với nhu cầu của mình. Với chiếc dù tản sáng và chụp tản sáng này thì mình sẽ sử dụng tùy mục đích để đạt được ánh sáng như mong muốn. So glad that you said hi, 'cause I was way too shy. Tiếp theo đó là chiếc đèn livestream này mình sử dụng làm nguồn sáng phụ. Nó có thể thay đổi được nhiệt độ màu, giúp mình cân bằng trắng cho các cảnh quay tốt hơn. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm một số đèn để làm ánh sáng spotlight như chiếc đèn camping nhỏ này hay là chiếc đèn Guvi này nữa. Nó có thể được điều khiển bằng điện thoại để thay đổi cường độ ánh sáng cũng như là màu sắc nên mình sử dụng rất nhiều trong các cảnh quay.
Mình còn tận dụng cả các nguồn sáng trong nhà đến từ đèn sàn, đèn trần, đèn bàn để có được những cảnh quay đẹp nhất. Về phần mềm để biên tập video thì trước đây mình có sử dụng Premiere, nhưng khoảng 2 năm trở lại đây thì mình sử dụng chủ yếu là DaVinci Resolve 17. Mình cảm thấy nó tối ưu cho phần cứng của máy tính tốt hơn, dùng biên tập video cũng mượt hơn và làm màu hậu kỳ cũng tiện nữa. Trên đây là toàn bộ những thiết bị mà mình đã và đang sử dụng để quay vlog. Vậy nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem tới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt!